Dạ vâng ạ, em Thuận, tư vấn bán hàng cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị quý nhà hàng nha. Mercedes-Benz C250 quý anh chị quý nhà hàng ạ. Đây là chiếc C250 phiên bản Exclusive sản xuất năm 2015. Đấy, đang được bày bán tại cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt. Đấy. Chiếc xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, mới lăn bánh có 7 vạn km. Đấy, em xin nhắc lại nhá, là 7 vạn km thôi quý anh chị quý nhà hàng ạ. Rất đẹp luôn, rất đẹp luôn quý anh chị quý nhà hàng nha. Đó. Mọi người có thể thấy tổng thành chiếc xe này trong video em đang quay. Đó. Màu trắng rất đều và đẹp nha quý anh chị quý nhà hàng nha. Các đường gân dập lùi, dập chìm, dọc viền cabo, dọc viền thân xe và các cạnh mép giữa các chi tiết cabo, tai, cản thì còn rất là khít. À, chứng tỏ chiếc xe này chưa từng có hiện tượng đâm va móp méo dẫn đến phải sửa chữa thân vỏ. Và điều đó thì cửa hàng em cũng có cam kết bằng văn bản giấy tờ, đồng thời là có hỗ trợ quý anh chị quý hàng là đem đi check test ở hãng và gara trên toàn quốc do quý anh chị quý hàng yêu cầu nhé. Đi sâu về chiếc C250 phiên bản Exclusive này thì em muốn giới thiệu đến option đấy của chiếc xe đến quý anh chị quý nhà. Đầu tiên mọi người nhá, cái phiên bản C250 thì sẽ được trang bị cửa sổ trời. Đấy, C250 sẽ được trang bị cửa sổ trời hơn hẳn so với lại cái bản C200. C200 là sẽ không có cửa sổ trời quý anh chị quý hàng nhá. Đây là cái khác biệt lớn nhất. Đó, khác biệt lớn nhất. Thứ hai là hệ thống đèn. Đèn của chiếc xe này thì đã được trang bị đèn full LED thông minh rồi quý anh chị quý hàng nhá, có liếc và tự động bật tắt cũng như là hạ cao thấp. Đó, tuyệt vời chưa? Cảm biến quanh xe, mặt ca lăng mạ chrome. Nhưng khác biệt so với lại tất cả các dòng là phiên bản C250 Exclusive thì sẽ được trang bị cái cánh tản nhiệt mở ra và đóng lại bằng motor điện nhá. Khi mà chúng ta để lùi máy thì phần này nó sẽ đóng mở. Đó, để hướng gió vào để làm mát khoang động cơ quý anh chị quý nhà ạ. Đó, tuyệt vời chưa? La răng của chiếc xe là la răng đa chấu. Đó, la răng đa chấu quý anh chị quý nhà. Cái mang cá này thì là chủ nhân cũ đã nâng cấp thêm dán vào giúp cho chiếc xe thể thao hơn nhá. Xi nhan LED tích hợp trên gương này. Viền chân kính mạ chrome và babo bê lê bên dưới cánh cửa cũng được mạ chrome quý anh chị quý nhà nhá. Đó. Đèn hậu là full LED. Trang bị hai ống xả C250X Exclusive. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chiếc này thì vẫn được trang bị cốp mở điện. Còn đóng thì bằng cơ nhá quý anh chị quý nhà nhá. Đó, cốp hơn 300 lít rất rộng luôn. Mọi người tha hồ để đồ đạc cũng như là vật dụng. Đấy, đóng rất chắc. Em mời quý anh chị quý hàng vào tham quan là cái không gian nội thất. Phía sau này, hàng 2 thì được trang bị rèm cơ. Đấy, nội thất ốp gỗ có bọc viền kim loại. Đó, ốp gỗ có bọc viền kim loại. Và bên dưới này thì được trang bị đèn viền nội thất. Đó. Ghế da, da tông màu màu đen này rất là sạch. Và da này là da theo xe nha quý anh chị quý hàng nha. Da theo xe, có bệ tì tay có thể nâng lên hạ xuống. Ở đây thì có một cái khu vực để cốc cũng như là hộc để đồ. Đó. Không dùng chúng ta đóng nó lên. Cửa gió điều hòa ra hàng 2. Đó, cửa sổ trời phía trên. Tuyệt vời đúng không ạ? Đó, đóng cửa rất chắc luôn. Gương kính chỉnh điện, hai ghế trước chỉnh điện. Đấy, kính là tất cả đều auto một chạm rồi. Nhớ ghế 3 vị trí. Ghế thì cũng có bơm lưng ghế và bơm mông nhá. Vô lăng tích hợp phím điều khiển. Có điều khiển giọng nói, kết nối điện thoại, tăng giảm âm lượng. Đấy, có lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng. Đó. Đèn auto gạt mưa tự động. Đấy, vô lăng chỉnh điện hai hướng. Ở đây là giới hạn tốc độ cũng như là ga tự động cruise control đấy quý anh chị quý nhà ạ. Đó, tất cả các khu vực cửa gió điều hòa thì
được mạ chrome rất sáng luôn, rất sáng và sang trên cái tông nền đen này. Đó. Nội thất ốp gỗ. Cảm biến quanh xe luôn quý anh chị quý nhà. Màn hình có hiển thị cam lùi luôn nhá. À, bên kia thì có nước hoa kết hợp với lọc không khí để lưu thông không khí trong xe quý anh chị quý nhà. Đó, rất tuyệt vời. Đó. Vâng ạ. Và chiếc xe này thì đang được bày bán tại Salon ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Cam kết với quý anh chị quý hàng không đâm va, không gặp nước. Đấy, keo chỉ khung sườn, máy số là nguyên zin. Đó. Em vẫn có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Đấy, 70% giá trị xe này thì đâu đó mọi người chỉ phải chi khoảng chừng 200 triệu là em đã có thể làm thủ tục cho mọi người lấy xe về đi rồi. Còn lại thì ngân hàng sẽ cho vay. Đó. Chi tiết hơn nữa về chiếc xe thì mọi người liên hệ trực tiếp cho cửa hàng em theo số 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc em Thuận 0337904888, giao dịch xe trực tiếp tại cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại một ngày gần nhất để em được cầm hoa trao chiếc xe này đến quý anh chị và quý khách hàng nhé.